đã giết một người con gái và chôn, nghĩa là ngay chỗ kế trên cái mảnh giường ngay kế thất của Ngài, thì quý vị nghĩ như thế nào? Những cái nạn của Đức Phật, nói thật, nếu mà quý vị không có đủ mà tính tâm thì quý vị sẽ bị trở ngại này, nó làm rơi rớt quý vị ngay lập tức. Rồi cái nạn mà Đức Phật bị mà nó làm cho Ngài phải bỏ khỏi cái, rời khỏi cái tịnh xá để vào ở trong rừng để mà sống 3 tháng với những cái bầy khỉ cũng như với những cái bầy mà những bầy vật ở trong rừng, đó là Đề Bà Đạt Đa. Một cái người mà em chú bắt ruột với Đức Phật mà vẫn còn có một cái sự trở lực mà gây chấn động trong một cái tăng đoàn như vậy, thì quý vị nên nhớ rằng bất cứ người nào, từ thiên tử tới dân, người nào cũng có những cái phiền não riêng của người đó. Thiên tử là vua thì có cái sự phiền não của vua, dân thì có phiền não của dân. Khi mà sinh vào cõi dục này thì quý vị đừng mong rằng quý vị không có phiền não. Những vị nào mà nói rằng mình không phiền não thì thầy có thể bảo đảm rằng quý vị đang vọng ngữ. Bởi vì sanh vào cõi dục, quý vị đã bị những cái nghiệp của phiền não nó trói quý vị rồi. Mà quý vị nói rằng tôi không phiền não, tất nhiên là quý vị đã tự dối lòng. Quý vị sẽ không có phiền não khi nào quý vị phải hành, phải tu và quý vị tận diệt nó. Quý vị sẽ đạt được điều đó nếu quý vị tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Thầy muốn đêm nay thầy giảng xong cái kinh Diệu Pháp Thiên Hoa, cái phẩm này. Mô Phật. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh, đến cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món chi kiến chi lực vô sở ý của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể đó, do đó mà được độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật từ tôn, vì thương xót muôn loài, Ngài muốn cứu giúp tất cả chúng sinh để thoát ra sự sinh tử luân hồi, mà để tận hưởng cái sự an vui tịch tịnh niết bàn. Tuy nhiên, nếu mà muốn chúng sinh đó vượt thoát khỏi sinh tử thì bắt buộc Ngài phải dùng mọi phương tiện thiện xảo. Nếu mà Ngài không dùng những phương tiện, chắc chắn là những chúng sinh sẽ không có thể nào mà ra khỏi được cái nhà lửa này. Chẳng hạn như bây giờ Ngài thi hiện thần thông, hay là Ngài thi hiện trí huệ, hay là những cái sức lực trí lực của Như Lai, thì chắc chắn rằng chúng sinh sẽ không đi nổi. Bởi vì chúng sinh thấy rằng việc làm này rất là khó, mà chỉ có cái sự dư phương tiện mình hòa quang hỗn tục gần với chúng sinh, tùy duyên để độ chúng sinh, thì mình sẽ dắt dẫn chúng sinh được. Cũng như quý vị đã thấy trường hợp của Ngài Vô Não, Ngài đã giết 999 người. Khi mà không còn ai để Ngài giết nữa, Ngài định giết người mẹ, thì chính Đức Phật đã hiện tới. Và Ngài chỉ cần có một lời nói, Ngài đã khai thị, mở khoát cái tâm của một cái người sát nhân, đưa họ trở về thành một cái bậc mà thánh nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật trí tuệ và từ bi rất là nhiều. Ngài dùng đủ mọi phương tiện, hầu như trong cái cuộc đời của Ngài, để mà độ chúng sinh, Ngài dùng cái phương tiện rất là nhiều. Mà những cái phương tiện của Ngài nó đi là vào trong cái tâm lý của chúng sinh, do đó chúng sinh hầu như là bị Ngài nhiếp phục, bị Ngài nghĩa là làm cho cái tâm ác nó rơi rớt hết, để trở về cái bản tánh chân như.
cái chỗ này là chỗ mà trí huệ của Đức Phật mà khó ai có thể sánh bằng, và cái chỗ mà nhu nhẫn đến tận cùng của Đức Phật mà khó ai có thể nhu nhẫn được. Nếu mà quý vị đã đọc qua những cái khổ nạn của Đức Phật ở trên trong cái cuộc đời truyền giáo của Đức Phật, quý vị thấy nhiều người họ nói rằng Đức Phật, làm Đức Phật là sung sướng lắm. Nhưng quý vị nên nhớ rằng sanh ra trong cõi đời này, dầu cho quý vị là vị nào đi nữa, nhưng mà cái nghiệp của lực quý vị tận cùng nó cũng phải trở lại một lần nữa. Do đó quý vị vẫn phải gặp nạn. Đức Phật cũng gặp nạn bằng chứng là qua kinh sách Ngài Đề Bà Đạt Đa, qua kinh sách 896 ngoại đạo thời đó, dùng mọi phương pháp để mà vu khống Ngài. Rồi cái nạn nữa là Ngài phải đứng nhìn tất cả những cái dòng họ của mình, những cái thân bằng quyến thuộc của mình, những cái người dân trong cái thành Ca Tỳ La Vệ của mình phải bị vua lưu ly, nghĩa là giết chết. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà người nào nói rằng tôi tu để mà tôi không còn một cái khổ nạn nào hết, đúng, nếu quý vị đã nhập Niết Bàn. Nhưng mà quý vị còn một cái điểm mà hòa quang và hỗn tục với mọi chúng sinh là quý vị vẫn còn nạn. Cái nạn đó nó là phước báo đối với quý vị, chứ không phải nói đúng cái nạn thì nó không phải là nạn. Đối với người tu, đối với thầy, hay là đối với những vị nào mà chân tu thì đó là phước báo. Bởi vì khi mà quý vị vượt được một cái nạn là một cái phước đức nó tăng tiến lên. Bởi vì một cái nạn là một cái sự thử thách đối với quý vị. Mà những người mà không chân tu, những sự thử thách này nó sẽ làm cho những người đó rơi rớt. Tại vì những người đó chỉ là những hạt cát trước những cái sọ, trước những cái rổ mà nó sàn. Những hạt cát nhỏ sẽ bị rơi rớt hết, chỉ còn dướng lại những hạt cát lớn. Đó là những bậc chân tu họ mới có thể vượt thoát được. Những bậc Đại Bồ Tát, những bậc Thánh chúng trở lại, cũng như là Đức Phật thì các ngài vượt thoát. Còn những chúng sinh là những hạt cát nhỏ sẽ bị những cái rổ sàn đó nó làm rơi rớt trở lại. Do đó trên con đường tu học, quý vị muốn đến cái chỗ bất thối Bồ Tát, quý vị phải có một cái tính tâm kiên cố, một cái sự mà tinh tấn hành trì, chứ không thể nói đạo Phật qua cái miệng được. Quý vị nói đạo Phật qua văn ngữ, quý vị nói đạo Phật qua cái miệng, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ đến một cái trường hợp và cái tâm của quý vị sẽ bị nghĩa là phiền não, và sau cùng quý vị sẽ rơi rớt trở lại và bỏ đạo. Thầy đã thấy rất nhiều người, nhiều đem đến cái thiền viện, họ đem theo cái mền nữa, đem thêm cái mền nữa, rồi họ quấn trong đó, họ ngồi suốt đêm luôn, mục đích là để mà kêu là đạt được cứu cách. Nhưng mà rồi cái nghiệp lực của nhân sinh họ chưa trả hết, họ ngồi đó trong vòng một vài tháng họ bắt đầu chán nản ha, rồi cái họ rồi bỏ họ đi. Rồi khi mà họ bỏ họ đi ra bên ngoài, cái họ bắt đầu gặp những cái tình cảm. Rồi từ đó đến sau, họ không còn bao giờ họ trở về cái mái chùa xưa nữa. Đó là những cái vấn nạn mà người tu phải vượt thoát điều đó. Bởi vì Đức Phật thì có nạn của Đức Phật, Thánh chúng thì có nạn Thánh chúng, phàm phu có nạn phàm phu. Nhưng chỉ có một cái để vượt qua những khổ nạn đó là tính tâm kiên cố, là cái bồ đề tâm luôn luôn cầu Phật quả. Một niệm đầu tiên đã cầu Phật rồi thì niệm cuối cũng phải đi như vậy, thì quý vị sẽ thành đạo. Không có cái gì hại được quý vị. Kể cả các loài thiên ma ngoại đạo gì, nó đều là băng tuyết đối với cái mặt trời trí huệ của quý vị. Nó sẽ tiêu tan tất cả hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy bây giờ thầy dừng lại nơi đây. Bởi vì Kinh Pháp Hoa, thầy muốn rằng quý vị càng đọc, quý vị phải thấu hiểu. Khi mà thấu hiểu tận cùng rồi, quý vị thấy rằng mình thành Phật ngay trong cái kiếp này, không đi xa đâu. Vì vậy thầy mong rằng đây chỉ mới là phẩm thí dụ thôi. Còn những cái phẩm mà chỉ ngay vào trong cái bản tâm của mình, chỉ ngay vào trong đức tướng Như Lai rõ ràng. Bởi vì vậy, trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hầu như cái người đọc tụng thì nhiều, mà cái người giảng kinh thì không có. Bởi vì người giảng kinh mà không có đầy đủ trí huệ thì quý vị sẽ giảng không đi vào ở trong cái lý được. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh nó cao và sâu xa vô cùng tận. Cái tri kiến của thầy đối với cái cuốn kinh Pháp Hoa này là một cái tri kiến rất là nhỏ bé, là một cái bãi cát mà giữa trí tuệ của muôn ngàn các vị Phật. Nhưng mà ngày hôm nay
vì thầy còn lưu trụ ở thế gian, vì thầy còn cái lòng thương yêu của mọi, thương yêu đối với tất cả mọi chúng sinh. Thành ra thầy dùng một cái trí kiến nhỏ bé đó để thầy tạo lên một cái đốm lửa nhỏ hầu cho tất cả mọi người thấy, để mà tu học, để mà sau này cùng với thầy nắm tay mình làm một cái bó đuốc thật lớn để mình đốt lên cho sáng ngời trong tất cả thế gian, để cho tất cả thế gian này có đầy đủ thấy rõ con đường Phật đạo để họ cùng đi và họ cùng đạt được cứu cánh và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia, dầu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe chân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dẫu có chí lực cùng sức vô ý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh, vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa, mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ắt sanh ái nhiễm thì sẽ bị nó đốt, các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo đảm việc đó, quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến, lại bảo: các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là do pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại, không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này, dùng các món căn lục lực giác chi thánh đạo thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân, để tự vui sướng được vô lượng an ổn khoái lạc. Xá lợi Phất. Nếu có chúng sanh nào bề trong có chí tánh theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi, tự cầu chứng niết bàn, gọi đó là thanh văn thừa. Như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ, tự nhiên ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là nhân duyên giác thừa. Như các người con kia vì cầu xa hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết chí Phật chí, tự nhiên chí, vô sơ chí, các món chi kiến lực vô ý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, hạng đó gọi là đại thừa Bồ Tát. Vì cầu được thừa này thì còn gọi là Mahatát. Như các người con kia cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa. Xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đến chỗ vô ý, ông tự nghĩ: ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sanh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sanh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, được sự vui niết bàn, bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ: ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô ý